Chào bà, mình là Vi Sửa Đổi đây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về chủ đề là hiểu và cách tạo backlink siêu kết lượng trong năm 2017 này. Và link này là cái link mà trong thời điểm hiện tại và có thể là sau này nó thật sự giúp trong cái việc mà cải thiện thứ hạng SEO của bạn trên Google. Nó có thể thậm chí nó giúp cho bạn nhảy lên năm thứ hạng và thậm chí 10 thứ hạng và 15 hoặc là thậm chí cả 30 thứ hạng. Một bước nhảy như vậy luôn. Tất nhiên là cũng sẽ tùy thuộc vào việc mà bạn đang đứng thứ mấy ở trên Google, cũng như là từ khóa của bạn đang SEO là từ khóa gì, lĩnh vực bạn đang SEO thì về lĩnh vực gì. Tất nhiên là còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố khác về cái việc mà nó nhảy sẽ nhảy bao nhiêu thứ hạng. Nhưng mà ý của mình ở đây rằng đó là một cái backlink này á, nó có thể bằng khoảng hơn 1.000 backlink mà bình thường mà bạn biết, và có thể thậm chí là 10.000 hoặc thậm chí cả 100.000 bằng một cái link, đó là bằng 100.000 backlink mà bình thường bạn viết từ việc mà tạo link từ mạng xã hội, rồi tạo link từ web 2.0 hay là tạo link từ forum hay những điều tương tự gì đó. Thì tất nhiên mình sẽ không nói mấy là bạn mà quá về pro về tạo tạo backlink rồi, nhưng mà trước khi mà việc vô về việc mình nói về việc cách tạo backlink siêu chất lượng ở đây á, thì bạn phải hiểu về thế nào backlink siêu chất lượng từ các chỉ số của nó, domain authority là DA, rồi page authority là PA hay là TF, rồi CF là traffic flow với lại citation flow và DRUR. Bạn phải hiểu cặn kẽ những cái chỉ số đó, kiến thức nền đó, rồi bạn mới nghĩ về cái cách là cách tạo backlink siêu chất lượng. Thì trước đó mình đã làm về những cái video này rồi, thành ra về các chỉ số và làm sao để bạn có thể nhìn các chỉ số đó và bạn đánh giá rằng đó là backlink này có phải là một backlink chất lượng hay không, và thật sự nó có ảnh hưởng rất là mạnh đến thứ hạng từ khóa của bạn hay không á. Thì mình nói rất là rõ ở trên kênh YouTube của mình. Bạn nào chưa biết mình thì bạn cứ lên YouTube, bạn gõ chữ Vincent Đổ này vô, sau đó bạn bấm vô kênh của mình, bấm vô phần danh sách phát, mình có nguyên một bộ video về kỹ thuật xây dựng link và link building. Ở đây ba video đầu tiên á, mình nói rất là kỹ về cái việc là những yếu tố mà bạn có thể tạo thành link chất lượng về từ DA, PA và TF, CF, và những chỉ số mà hiện tại nó đang là những chỉ số mà tốt nhất mà bạn có thể nhìn vô và bạn biết được rằng là thế nào link tốt. Nhưng mà có một điều rằng á, là sau khi mà mình làm ba video này thì có rất là nhiều bạn, phần lớn luôn là rất là nhiều bạn tập trung chỉ nhìn vào điểm DA, điểm TF và điểm CF thôi, điểm traffic flow và điểm citation flow của cái link thôi. Và xong bạn ấy cố gắng lấy link về rồi bạn ấy hy vọng rằng là bạn nghĩ rằng nó là link ấy thật sự cải thiện thứ hạng từ khóa, thì thật ra không phải là vậy. Thành ra mình sẽ làm video này để bạn hiểu rõ hơn thế nào một link chất lượng và để bạn đầu tư thời gian, công sức lẫn như tiền bạc bạn một cách đúng đắn, chứ không phải là quăng công sức với tiền bạc xong rồi cố gắng lấy những cái mấy cái link ở trên mạng về. Thì video này sẽ làm rõ bạn rõ điều đó. Trước khi mà bạn vô vấn đề mình tiếp theo thì bạn nên coi về những video trước đó trước nha. Thì vậy thế nào một backlink chất lượng, mình đang không xét về chỉ số ở đây nha, thế nào là một backlink chất lượng. Thì thật ra có rất là nhiều bạn nói là có link forum rồi link diễn đạt, link blog comment rồi link web 2.0, link từ mạng xã hội, link từ website rồi link từ BBM mình viết như vậy. Thì thật ra mình không quan tâm rằng là bạn nói rằng là có ba có năm 10 hay là 15 hay chục loại link gì đó, mình không quan tâm. Thật ra theo mình á, nó chỉ đúng hai loại link thôi. Một á, là loại link bạn kiếm được, và hai á, là loại link bạn tạo ra. Link của bạn tạo ra có nghĩa là link như thế nào? Link của bạn tạo ra có nghĩa là bạn tạo được, người bạn tạo được thì người khác cũng tạo ra được, thì nó rất là dễ để làm tạo link này. Ví dụ như những cái link từ trang Facebook đi, khi mà bạn tạo lập một cái trang Facebook như ở đây là trang của mình GTBSO đi, thì bạn sẽ có một cái link ở đây về, ví dụ vậy, một link nofollow ở đây về, một cái đường link như vậy. Hoặc là những cái link mà diễn đàn bạn tạo ấy, là bạn viết bài xong bạn đăng tin xong bạn chèn link đó, link chữ ký, hay là bạn cố gắng đi vô những cái blog bình luận và bạn bình luận comment ở trên đó, thì đó là link mà bạn tạo được, bởi vì hầu hết ai cũng có thể làm được và đó là link của bạn tạo ra. Còn link mà bạn kiếm được có nghĩa là sao? Link bạn kiếm được có nghĩa là link thật sự luôn, đó là không phải ai cũng có thể tạo ra được. Có nghĩa là chẳng hạn như bạn làm SEO từ dịch vụ SEO đi, và bạn
có nghĩa là website của bạn về chủ đề SEO và bạn đi qua những cái website ở cùng lĩnh vực chủ đề, nghĩa là có thể là đối thủ cạnh tranh, và làm sao đó lấy những cái link nó chỏ vào trang web của bạn, thì đó là link mà bạn kiếm được chứ không phải là link bạn tạo ra. Ví dụ như tự nhiên bạn có link từ trang honda.com.vn đi, chỗ vào trang web của bạn, thì đó là link bạn kiếm được, nghe là link một từ website thật sự, nó viết cái bài gì đó và sau đó nó chèn link về cái trang web của bạn, thì đó là link của bạn kiếm được. Mà link của bạn kiếm được như vậy thì bạn có thể lấy link từ website từ honda.com.vn. Mình thì sao, chắc chắn mình không thể nào rồi, có thể mình có thể, nhưng mà sẽ rất rất là khó khăn để tạo được những cái link đó. Thì những cái link đó thật sự mới là những cái link mà chất lượng và thật sự ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm của bạn, chứ không phải là bạn cứ chăm chăm nhìn vào chỉ số. Mình ví dụ như bạn tạo trang wordpress.com, blog, tạo một trang blog wordpress đi, hoặc trang blogger, có một trang da là bằng 80, bây giờ da là bằng 100, blogger da bằng 100, sau đó bạn bắt link về trang web của bạn. So với việc mình lấy link từ trang honda.com.vn, mình không biết da nó bao nhiêu, giả sử da nó bằng 30 đi chẳng hạn, một cái DA bằng 30, một cái DA là bằng 100. Nhưng mình cá một điều chắc chắn các bạn luôn, cái web, cái link mà mình lấy từ trang honda.com.vn là cái link mà chỉ số là DA bằng 30 đó đó. Nó ảnh hưởng rất là mạnh đến từ khóa hiện tại của mình. Còn cái trang mà mình lấy từ WordPress á, nó không, cái là nó ảnh hưởng rất là ít, và thậm chí nó chả ảnh hưởng gì. Mình bắt link cả hàng ngàn cái vô, đôi khi nó là chả nhảy một thứ hạng nữa, thì đó là sự khác biệt. Nên cái việc mà bạn nhìn vào chỉ số, mình giới hạn như có nhiều bạn đi tìm blog comment rồi sau đó bạn thấy là tỷ số là TF, trời ơi, 50 lận, chất flow bằng 50 lận, trời khủng quá, DA là bằng 80 lận, trời kinh gồm luôn. Xong rồi bạn bình luận vô, bạn nghĩ rằng đó là cái link kiểu vậy nó sẽ giúp cho bạn nhảy một lúc từ top 10 nhảy lên top 5, hoặc là từ top một từ top 90 bạn nhảy xuống top 50, mình ví dụ vậy. Thì bạn nghĩ là như vậy thì đôi khi nó thật sự không phải là như vậy, và cái xong rồi bạn có nghĩa là bạn không thấy thứ hạng của bạn cải thiện, hoặc là cải thiện rất rất là ít. Cái bạn lại nghĩ rằng bắt link off pay bây giờ nó không còn tác dụng nữa, bây giờ thời đại có on pay SEO rồi, thì đó là một quan niệm rất rất là sai lầm. Bởi vì cả off pay lẫn on pay SEO nó đều hiệu quả cả, và nó đều bền vững với thời gian cả, đó là tùy vào mục đích của bạn sử dụng ra sao thôi. Thì mình ở đây trong video mày, khi mà mình nói lần tiếp theo á về cái cách tạo bắt link chất lượng á, mình tất nhiên mình sẽ không nói về cái việc mà link bạn tạo ra được rồi, nghe, mình sẽ không nói về việc mà tạo rồi. Mình không phủ nhận rằng bạn lưu ý rằng có không phủ nhận rằng mấy cái link kia mới không phải là mấy link tốt, đây là không phải mấy link chất lượng, nhưng mà ý là tùy vào cách bạn sử dụng nữa. Mình ví dụ như có rất là nhiều bạn làm đủ thứ trò rồi, xây dựng mô hình đi link web 2.0 rồi, xây dựng mô hình đi link mạng xã hội rồi, dùng đủ thứ trò để cho mấy cái link mạng xã hội hay là link web 2.0 nó mạnh lên, sau đó nó bắn link về trang web của bạn, thì lúc đó ở cái link của bạn mới thật sự cái link đó tốt thật. Còn cái link mà việc mà bạn block comment lên rồi bạn không có làm trò gì trong đó, hay là bạn tạo link từ mấy cái trang DA bằng 100 rồi bạn nghĩ rằng nó có hiệu quả, thì bạn nên nghĩ lại. Mình không nói là nó sẽ không ảnh hưởng tốt đến SEO, nó thật ra nó có ảnh hưởng tốt đến SEO, tất nhiên còn tùy vào mức bạn sử dụng nữa cơ, nhưng mà lỡ đâu bạn dùng kiểu gì đó thì mình không biết, nhưng mà ý là nó có ảnh hưởng đến SEO. Chẳng qua là mình đang nói về cái tầm quan trọng và cái việc so sánh cái việc bắt link kia, nên đôi khi cái link mà bạn kiếm được á, khi bạn so sánh với chỉ số DAPA, TFCF, DRUR gì đó, với link mà bạn tạo ra đó, nó thấp hơn hoàn toàn, nó thấp hơn cả 10 lần ví dụ vậy. Nhưng mà mình, nếu là mình thì mình vẫn chọn cái link mà mình kiếm được, nghĩa là cái link đó, link từ những website, hơn là cái link mà mình tạo ra được. Đó là sự khác biệt. Thì làm thế nào vậy, làm thế nào để việc tạo ra cái đó? Mà trước khi một việc cách tạo á, thì mình sẽ nói rõ hơn về cái những cái việc mà bạn đặt link nữa. Bởi vì ví dụ như có rất là nhiều bạn có những trang web vệ tinh và bạn đặt link ở dưới footer như thế này, xong link nó về 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 kiểu vậy á, rồi bạn nghĩ đặt cái đó thì nó sẽ tốt. Thật ra thì nó cũng tốt, nhưng mà không hẳn là vậy. Ý là link ở dưới footer, bạn đã hiểu rằng link ở dưới footer và link ở widget á là link cho bạn thấp nhất giá trị bạn có thể cho được, có nghĩa là nếu mà link của bạn viết ở trong đặt trong bài viết như thế này thì sẽ tốt hơn nhiều so với link mà bạn đặt ở footer.
Mình đang nói về vị trí đặt lên thôi, mình nói sơ qua thôi, tất nhiên mình sẽ làm một video nó riêng về chủ đề này. Còn bây giờ thì mình sẽ vô về phần cách tạo backlink chất lượng, làm sao rằng là bạn có thể kiếm được những cái backlink này. Có rất rất là nhiều cách, có vô vàn cách tạo luôn. Một là bạn có thể là guest spot để bạn tạo link. Guest spot là gì? Mình ví dụ nha, mình làm về lĩnh vực SEO thì trang web mình là trang web gtvso.com thì nói về lĩnh vực là SEO. Sau đó mình vô một trang web của mình, thấy một trang web nó chỉ số cũng được đó, và nó cũng nói về chủ đề SEO, và sau đó mình viết một bài cung cấp giá trị cho họ, nghe một bài nói về chủ đề SEO và bài viết rất rất là hay. Sau đó thì mình bảo với họ rằng là mình email bảo với họ rằng là anh có thể đăng tải bài viết này lên trang web của anh không, tại bài viết này thì em viết rất là tâm huyết, nhưng mà miễn sao thì anh trước nghĩa là anh để em là cái nguồn bài viết là gtvso.com của em là được rồi, còn những cái khác thì anh thích chỉnh sao thì chỉnh để sao cho nó phù hợp với khán giả của anh, người đọc của anh. Thì đó là guest spot, một kiểu viết. Tất nhiên là kiểu đó nó cũng sẽ tốn nhiều bạn nhiều thời gian, nhưng mà mình đang nói về cách tạo ở đây. Thứ hai là broken link building. Broken link building có nghĩa là gì? Là xây dựng những link vỡ. Mình ví dụ như sẽ có rất là nhiều sẽ có rất rất là nhiều trang mà nó có link out ra ngoài, nghĩa là link chẳng hạn như trong bài viết này đi, bài viết này nó có link bay ra ngoài bài viết khác, và nhưng mà tự nhiên cái liên kết chẳng hạn như mình ví dụ như chẳng hạn như này, cái link này đi, nó link ra ngoài nhưng mà bằng một cách nào đó, nhưng mà bằng một cách nào đó thì cái link này khi bạn bấm vô á, chẳng hạn như nó đang nói về công cụ tự động hóa backlink, thì bạn bấm vô á thì cái link này nó dẫn đến một trang 404, có thể là đến một cái trang của domain khác nhưng mà domain đó nó xóa bài rồi và nó là một trang 404. Thì lúc này bạn có thể viết một bài chủ đề công cụ tự động hóa backlink, bạn viết lại một nguyên một bài đó và nó viết rất rất là hay và cập nhật tới thời điểm hiện tại mình ví dụ vậy, và cũng thể dự đoán phần nào tương lai. Sau đó bạn email vô cái người mà ở chủ bài viết này hoặc là chủ trang web này, bảo rằng em phát hiện thấy rằng bài viết của anh, ý là bài viết của anh rất là hay, phải khen họ trước ví dụ vậy, thì em thấy bài viết anh rất là hay và cho rất là nhiều giá trị, em thật sự là em theo dõi bài viết của anh rất là nhiều và thường xuyên, có điều rằng em thấy bài viết là cách SEO top Google này nó có một link, có một broken link, là một cái link bị vỡ nó bay ra ngoài, và cũng đáng ngạc nhiên rằng là trên blog của em cũng mới viết một bài về chủ đề là công cụ tự động hóa backlink, không biết anh có thể coi qua không, mà không nếu được thì em có thể thay thế cái link này thành cái link bài viết đó của em đó. Mình ví dụ trong trường hợp đó, thế là thì em bạn được một cái backlink, tất nhiên là nó sẽ có những cái chiến lược nhất định để bạn có thể tạo được cái link này và có thể có được những link này, nhưng mình đang nói kiểu cách tạo thì nó có sự rất là nhiều, đó là broken link building hay link baiting, rồi roundup link building, rồi BBN link, có rất là nhiều cách khác, thì mình chỉ ghi liệt kê một số cách ở đây các bạn hãy tự tìm hiểu. Còn về việc của mình á, thì một trong những cách mà mình thích nhất và cũng sử dụng, có thể là gọi là sử dụng nhiều nhất, đó là BBN, Private Blog Network. Nếu mà bạn nào chưa biết BBN là cái gì á, nếu mà bạn đã theo dõi mình rất là lâu rồi, bạn chắc chắn bạn sẽ biết BBN là cái gì rồi. Còn nếu mà trong trường hợp mà bạn mới theo dõi mình hoặc là mới nghe video này đầu tiên á, thì mình sẽ nói sơ qua về BBN. BBN á là Private Blog Network, có nghĩa rằng á là tên, bạn hãy dịch nôm na là tên miền cũ, có thể hiểu nôm na là tên miền cũ. Tên miền cũ là sao? Mình ví dụ như trang web gtvso.com này đi, là mình ví dụ như trang gtvso.com này của mình, sau đó mình sở hữu nó và mình xây dựng doanh nghiệp của mình cũng như xây dựng cái trang gtvso.com này trong vòng 5 năm ví dụ vậy, và mình có rất là nhiều link, ví dụ đây là một số link trở về trang web gtvso của mình và đây là những link mà mình kiếm được và có rất là nhiều bài báo viết về mình trở về trang web của mình. Thì sau 5 năm mình thấy rằng ở trang gtvso.com đôi khi không phải là một tên miền đẹp cho lắm nên mình đổi qua một tên miền mới, nhưng có điều rằng là mình không hiểu gì về SEO cả, giả sử như vậy nha, thành ra mình bỏ luôn cái trang GTVSO, hoặc là mình quên gia hạn nó đến cái thời gian gia hạn thì mình quên gia hạn nó, hoặc là
công ty mình có vấn đề gì, thành ra mình không có duy trì cái trang gtbso.com nữa. Thì lúc này trang gtbso.com á nó sẽ hết ngày hết gia hạn rồi, thành ra nó sẽ trở về nơi xuất phát mình, ví dụ như mình mua ở GoDaddy đi, nhà cung cấp tên miền GoDaddy, và lúc đó thì GTBSO trở về GoDaddy. Nếu giả sử một thằng A là một thằng mà nó chuyên đi săn những tên miền cũ, với thằng A, thằng GTBSO.com này nó vừa mới hết hạn, sau đó thằng A nó mua cái trang GTBSO.com này về, thì lúc này toàn bộ cái link và hầu hết toàn bộ công sức của mình xây dựng trong 5 năm vừa qua thằng này nó đang sở hữu, bởi vì nó đang sở hữu trang GTBSO.com. Bởi vì khi nó mua lại trang GTBSO.com này thì toàn bộ backlink ở trên tới trang GTBSO.com á nó sẽ vẫn còn y nguyên. Và lúc này á, thứ hẹn từ khóa của bạn á, nó khi bạn xây dựng cái link á, một cái website đó lên á, thì cái website đó bắn link vào trang web của thằng trang A nó sở hữu, nó muốn SEO, thì link đó thật sự là link chất lượng và nó ảnh hưởng rất là mạnh. Nếu mà bạn là không biết độ ảnh hưởng mạnh nó như thế nào thì bạn search chữ dịch vụ SEO, bạn có search về chữ dịch vụ SEO thì bạn sẽ thấy là mình đứng top 2 ví dụ vậy, thì bạn sẽ thấy rằng đó là trang của mình chỉ có khoảng là 50 cái 340 cái link và khoảng 50 cái domain mà thôi. Tất nhiên ở trong đây nó sẽ không phải là BBN đâu, mà chỉ có khoảng 30 40% là BBN thôi, còn lại số lượng link là số lượng khác. Nhưng mà ý là mình đang nói về cách mà mình thích xây dựng, và cũng bởi vì những cái cách như thế này mà những cái trang, những từ khóa dịch vụ SEO gì đó thì mình, như bạn thấy đây, trừ dịch vụ SEO thì mình sẽ đứng hai top đầu, thêm cái map này nữa rồi những cái từ khác nữa, và thậm chí những từ như công ty SEO đi mình cũng lên luôn. Và tất nhiên những cái từ mà local của mình, HCM rồi Hồ Chí Minh, hay là dịch vụ SEO website, bạn thấy nói chung là nhiều lắm. Bạn có thấy khi nếu mà bạn theo dõi mình một thời gian này bạn sẽ biết rồi, nên mình sẽ không nói lại nữa về cái việc mà, nhưng mà mình sẽ nói sâu hơn về trong cái lĩnh vực BBN. Nếu mà bạn nào mà muốn tìm hiểu về BBN là cũng như đọc bài viết của mình đó, thì nên nghe tiếp video này, bởi vì mình sẽ nói một số điều nữa mà những cái lần trước mình nói về BBM mình không đề cập. Còn nếu mà bạn nào á mà muốn biết rõ hơn về cái cách mà tìm kiếm BBM cũng như cách tạo lập nó đó, thì việc mà bạn cứ lên Google bạn gõ chữ cách tìm BBM á, thì bạn thấy mình đứng top 1 từ khóa này, bấm vô. Sau đó bạn sẽ vô bài viết này một bài viết khoảng 6 7 ngàn chữ gì, mình nói rất là cụ thể cái việc là tạo BBN ra sao, kiếm BBN ra sao, và cũng có rất là nhiều bạn ủng hộ ở đây nên bạn có thể coi qua cách tạo và cách kiếm rồi đó. Còn về cái việc mình sẽ trả lời tiếp theo về những một số cái chủ đề mà mấy bạn thắc mắc khi bạn làm BBN, đó là có thật sự rằng đó là bạn sẽ, ý là bạn nên kiếm những BBN như thế nào, có nên những BBN nó cùng lĩnh vực của mình trước đó không, hay là việc rằng đó là những BBN mà hoàn toàn khác lĩnh vực gì cũng được. Thì mình trả lời là như này, là cả hai đều được, cùng lĩnh vực của bạn nó thật sự nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn nếu khác lĩnh vực của bạn hoàn toàn thì nó cũng chẳng có vấn đề gì đâu, mà nó vẫn được thôi. Mình ví dụ như trang GTVSO bạn mình ở đây đi đó, bạn sẽ thấy đây có chủ đề health vô, chủ đề sức khỏe vô, nó chả liên quan gì hết, nó nhưng mà nó vẫn top. Mình nên cho bạn thấy cái hiệu, tức là cái việc mà bạn kiếm những VPN mà tên miền nó không liên quan gì hết á, miễn sao là bạn kiếm y chang như những gì mà mình đề cập trong cái này, và cách mà bạn viết bài viết á để bạn bắt liên về, thì bạn sẽ viết theo cái kiểu bài học SEO 4 này khi mình đề cập tới, để bạn viết về xong bạn bắt liên, thì đó là cách mà mình thường làm. Tất nhiên rằng đó là việc mà bạn sẽ kiếm rằng coi VPN của bạn cùng chủ đề lĩnh vực với bạn đó thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ở đây mình nói cùng chủ đề lĩnh vực không có nghĩa rằng là mình ví dụ như trang web của bạn là SEO về từ khóa là máy cắt laser thì mình ví dụ vậy, máy cắt hay là thôi laptop cũ thì mình ví dụ laptop cũ đi, thôi nói như vậy, máy cắt laser thì bạn bạn muốn SEO từ khóa máy cắt laser đi, không có nghĩa là bạn phải bắt buộc bạn phải đi kiếm, hay là bạn nên kiếm những cái BBN mà nó thuộc chủ đề là máy cắt laser bạn mới bắt link về được. Và thậm chí bạn không cần phải tìm kiếm những cái những website mà nó là thuộc về máy móc công nghiệp gì đó thì mới tốt sau bắt link về trang web của bạn được, do mình nãy mình nói rồi, bắt website hoàn toàn khác lĩnh vực cũng được. Hoặc là bạn dùng cách của mình như sau, hiện tại mình cũng đang dùng, đó là sao,
Bạn chỉ cần kiếm những trang web mà nó có Trust Flow là màu của lĩnh vực của bạn. Ví dụ như trang GTPSO của mình đi, thật ra màu lĩnh vực của SEO là màu đỏ. Nếu bạn không biết thì đó là màu đỏ. Thành ra mình sẽ kiếm những cái trang mà nó có màu đỏ, backlink màu đỏ như thế này, mình backlink về sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà tại sao mình có màu xanh ở đây? Bởi vì mình, như mình nói nãy, mình cho bạn, mình chứng minh cho bạn thấy rằng là trang web khác lĩnh vực cũng được, nhưng mà nếu nó có cùng màu sắc với trang web của bạn hơn thì sẽ tốt. Ví dụ như khi mà bạn làm lĩnh vực của bạn màu đỏ thì bạn nên kiếm những backlink có chất flow là màu đỏ thì bạn backlink về. Lĩnh vực của bạn màu xanh có chất flow là màu xanh dương thì bạn nên kiếm những cái chất flow có màu xanh dương của trang web của bạn về. Làm sao nếu mà trong trường hợp rằng bạn không biết đó, rằng đó là màu lĩnh vực của bạn như thế nào, là màu nào á, dễ thôi. Bạn lên Google, tôi nhắc là vô google.com nha, bạn phải gõ google.com vô, nó sẽ tự động vô redirect vào google.com.vn của này. Bạn sẽ bên phải vô, nhưng mà phải gõ google.com thì bên góc phải của màn hình này nó hiện là sử dụng google.com. ở đây chắc có cái hình mình nên nó che mất rồi, nhưng mà ở đây bạn sẽ thấy là google.com, và bấm vào đây nó sẽ đưa qua google.com. bởi vì bạn sẽ muốn coi ở những lĩnh vực nước ngoài á, cái lĩnh vực máy cắt laser ở thị trường nước ngoài nó có màu sắc gì. Bởi vì ở nước ngoài thường người ta link của nó toàn lấy những link liên quan không là chủ yếu, còn ở Việt Nam mình toàn spam forum không, nó chả ra màu sắc quái gửi gì đâu, đôi khi nó còn chả có chất flow nữa để có nó màu sắc. Mà ví dụ như máy cắt laser đi, thì là laser machine đó nè, laser machine chẳng hạn. Như thử ra trang eBay vô coi nó có màu gì. Đây mình ví dụ như ở trang eBay thì nó sẽ không có rồi, nhưng mà khi mà mình kéo xuống dưới đây á, nó có một thằng tên là epicpolaser.com. thì khi bạn vô đây á, bạn sẽ thấy rằng màu xám nè, business industrial good and service nè, nói chung là màu xám nè, màu đỏ đậm mà là về shopping với craft, và màu đỏ đỏ này là computer như thế này nè. Thì bạn ghi chú lại và xong, những bạn kiếm những BBN có cùng màu sắc như thế này là được rồi. Bởi vì hầu hết tụi này toàn lấy từ backlink ở lĩnh vực liên quan không, thì bạn sẽ biết được rằng là bạn không cần, nghĩa là cái của bạn không cần là phải BBN của bạn không cần phải nói về máy cắt laser, chỉ cần có chủ đề hoặc là màu sắc về cái chủ đề đó. Tại vì màu sắc về chủ đề đó có nghĩa là có chủ đề tương tự với thằng máy cắt laser là được rồi. Thì như vậy backlink của bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều, và nó ảnh hưởng đến thứ hạng điểm quyến của bạn rất rất là cao. Giống như trang TBSO của mình vậy, nó một điển hình thôi. Mà có rất là nhiều dự án khác nhưng mà mình không có tiết lộ ở đây, bởi vì đó là dự án khách hàng. Đó là cách mà mình thường tạo về BBN cho bạn nào biết, và cũng như bạn nào hiểu hơn về cái cách tạo link, backlink chất lượng. Cũng như là bạn nào đang tìm hiểu về BBN thì mình đã nói rõ hơn. Chúc các bạn thành công.